Bên kia là đổi thông nha các bác. Chỗ em thì hàng năm hay có thông như thế này. Tiện đây hôm nay có một bác bình luận ở trên kênh của em. Bác ấy có nêu ý kiến riêng trên kênh của em cũng dài. Em sẽ để ý kiến của bác ấy lên đây cho các bác đọc cũng như tham khảo. Em nhớ khúc nào em sẽ tóm tắt lại thôi, bởi vì em đang quay như thế này. Em cũng không thể nào mà nhớ được cái câu bình luận của bác nêu trên kênh của em. Bác ấy nói rằng giống nào cũng có ưu điểm riêng, cũng tốt. Nếu mà chăm đúng thì chưa biết loại nào hơn loại nào. Giống lá xoài không ai chê về năng suất cả. Bác ấy nói là làm vườn này á, là mình tính đến tính ổn định lâu dài sau này về sau. Với lại chưa kể là khí hậu này, đất đai này, mỗi nơi mỗi khác nhau. Đấy, bác ấy nêu quan điểm của bác ấy lên như vậy. Sơ bộ qua em thấy thì bác ấy nói cũng không có gì là sai nha các bác. Đây là ý kiến riêng của bác ấy. Bác ấy nói cũng đúng, nhưng mà có một số ý thì em cũng xin góp ý cũng như là bổ sung cho bác theo cái ý kiến riêng của em. Nếu như mà tính ổn định lâu dài về sau á, em lấy một ví dụ thế này. Thay vì bây giờ em làm cà phê nha, giá 30 ngàn một ký, mà em thu cái giá 30 ngàn một ký đấy 10 năm, so với em làm 3 năm thôi mà giá, em ví dụ thôi nha các bác, em làm 3 năm mà giá 300 nghìn một năm, thì em vẫn sẽ chọn cái mức mà 3 năm và 300 nghìn một năm các bác. Theo theo bản thân em thì em sẽ làm thời vụ. Em sẽ làm 3 năm mà giá 300 đấy. Sau khi đấy nếu mà giá nó tụt về khoảng giá 30 đi, hay là tụt về 20, hay thậm chí là 10.000 đi, thì bản thân em sẽ đi làm nghề khác. Em hoặc là sẽ đổi qua trồng một cái loại cây khác, ví dụ như là trồng dâu nuôi tằm chẳng hạn. Em cũng xin là góp ý trên cái bình luận của bác trên kênh của em là như vậy. Em sẽ chọn theo cái hướng đấy. Hôm nay em đi đi mót những cái cây chín như thế này này. Những cái cây này là cây hồi xưa, giống hồi xưa của nhà em. Nó hay chín sớm như thế này. Mọi năm thì cây này nó, cái cây này này, nó tùm cơ. Tuy nhiên thì em đã cắt đi 50% của cái cây này rồi. Em chỉ để nặn lại 50% thôi. Còn lại là 50% em đây em ghép vào. Hiện tại em ghép thì nó đã lớn được khoảng từng này rồi. Đấy, thì năm nay em sẽ cắt luôn cái nửa còn lại của nó đi, như các bác đang nhìn thấy trên màn hình đây. Này, cái giống này nó hay chín sớm này, nó chín không đều lắm, tại vì giống này là giống tạp nham các bác. Thì em đã cắt đi một nửa cây và em đã ghép vào, và những cây kia cũng thế này, ngay cả những cây kia cũng vậy này các bác. Em đem thêm một cái bạt nhỏ như thế này. Em sẽ hái những cái cây chín như thế này đi, để cho nó lên đồng bộ với những cái em mới ghép đây. Qua bên này cho các bác xem cũng vậy này. Cái cách em hay làm là như vậy. Đây cũng vậy này. Đây các bác, cây này cũng thế này. Còn cây này là cây ghép, hồi xưa em đã ghép rồi. Bây giờ thu nhiều năm rồi nó cao như thế này, thì cây này em không có ghép. Em sẽ nuôi chồi từ những cái chỗ kia lên. Còn những cái cây này là, này, những cái cây này em vẫn ghép nhé. Đấy, ghép năm nay nó lên như thế này rồi. Năm nay thu em sẽ cắt cái phần cao cao phía trên này đi. Đó, em sẽ ăn ăn cái ghép này. Đấy, bên này dưới này cũng vậy nên các bác. Em vẫn ghép này. Đó, cây này nữa này. Cây nữa này. Đây nữa này các bác. Đó, những cây này thì em đã cắt cắt chồi nó đi từ năm ngoái rồi, đâm ra nó mới lên như thế này. Những cây hồi xưa em sẽ cắt đi 50%, em sẽ chừa lại 50%, em sẽ ghép vô một nửa đó, rồi cho những cây ghép nó lên cao như những cây này này các bác, như những cây này này. Như những cây này thì em đã cắt đi rồi, còn một số cây em chừa lại lấy quả của năm năm nay thì nó cao cao thế kia. Đấy, những cây bác nhìn thấy cao cao đấy, đấy là những cây giống cũ. Năm nay em lấy trái thì em cũng sẽ cắt nốt những cái cành cao cao kia đi, và nó sẽ được một cái những cây ghép như thế này, những cây ghép như thế này đấy các bác.
ở bên này nó ngược sáng, không biết các bác có thấy hay không. Thường thường thì em sẽ để full thân nha các bác. Những cái cây này là em đã cắt đi rồi, cắt những cái giống cũ đi sạch sạch sẽ rồi, chỉ còn lại những cây ghép thôi. Đây là những giống thiện trường ghép này các bác. Đây, đây cũng vậy. Bên này cũng vậy nha. Nói chung là chỗ này của em thì em đã ghép vô hết rồi. Năm nay lấy những cây nào cao em sẽ cắt đi. Em sẽ lấy những cái giống ghép, để những cây ghép như thế này lên thôi. Hôm nay cũng tiện đi làm, cũng tiện quay luôn clip cho các bác xem. Đây em sẽ lấy cái cưa này, em sẽ cắt cây nó xuống nha các bác. Đây là cái bạt nhỏ của em. Ôi giời, trơn quá. Giờ em sẽ lấy cưa, em sẽ cưa nha các bác. Cưa hẳn xuống luôn. Để lấy mình thu hoạch cho nó dễ dàng. Chứ không những cây này nó chín như thế này mình không thu thì tới lúc những cây khác chín là nó sẽ rụng hết nha các bác. Em sẽ cưa nó xuống luôn. Em mới chỉnh lại cam xong. Cam quay hơi xa các bác ạ. Đây là những thằng chín sớm nha các bác. Những thằng này là không có đợi những cái thằng sau lấy nữa. Bây giờ phải đi thu những cái thằng này trước này. Ui giời. Chỗ các bác chắc là chín như thế này hết rồi. Còn chỗ em thì nó vẫn còn xanh. Còn những cây cây hột hồi xưa là nó hay chín sớm này. Hôm nay em đang đi thu những cái hột đấy các bác. Toang rồi. Ui 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 ui. Toang rồi. Rớt rồi. Ui giời. Trời ơi. Bay ra ngoài hết rồi. Bên kia đi. Xíu nữa em hái cái cây em cắt xuống này xong này, em sẽ đóng vào bao để xem nó sẽ được bao nhiêu nhá. Sẽ ước lượng nó sẽ được bao nhiêu cân nhá các bác, cái cây này. Giờ em sẽ phải cắt. Giờ em phải đi cắt hết đã các bác ạ. Ui.
thế nhỉ? Giờ em cắt xuống thì được khoảng từng này. Bây giờ em sẽ cắt cái gốc cú to của nó đi và sẽ để cho các bác xem là sẽ ok không nhá. Đây là những cây hồi xưa. Bây giờ em sẽ cắt cái gốc to nữa nha các bác. Đây em đã ghép đây. Bên này một cành, bên này một cành. Cái gốc to nữa đây. Giờ em sẽ cắt cái gốc to này đi. Cứa mới mua mà cùn thế ta. Cắt luôn cành bên kia nha các bác. Rồi ok các bác, đây. Năm ngoái em đã cắt một cành này, hai cành này. Em để lại hai cành này. Sau khi em ghép nó lên như thế này rồi em cắt nốt hai cành còn lại này. Và bây giờ nó sẽ tập trung dinh dưỡng, nó sẽ nuôi những cành này nha các bác, và nó sẽ lớn cũng nhanh. Còn đây là cái đống cây nó em mới cắt xuống đây. Bây giờ em sẽ tuốt nó ra để xem đóng vào bao xem nó được bao nhiêu nha các bác. Thành quả em đã hái xong cây nó đây rồi nha các bác. Đây, tỷ lệ chín của cái cây này đây. Nó cũng nằm khoảng này 50-50 các bác. Như cái cây. Nhưng mà tỷ lệ chín như thế này thì sẽ là khoảng 3 ký chín sẽ được 1 ký nhân. Nếu mà tỷ lệ nó chín mà nó chắc nhân, chắc hạt như thế này thì tương đối nó sẽ là 3 ký 9 đến 4 ký sẽ được 1 ký nhân. Vị chi bao này nếu mà bao này đóng đầy là được cho là bao này đóng đầy cho là được 50 ký tươi đây nha các bác. Bao này bao đạm Ninh Bình mọi người. Cái bao này này, như cái bao này đóng đầy sẽ được 50 ký. Mà vị chi thì cái cây em lấy đây nó đã 1/4 của cái bao này rồi, mình lấy 50 mình chia cho 4 thì nó sẽ được 12 ký rưỡi nha các bác. Chỗ này của em không có ký ở đây, nhưng mà nhà em làm cũng làm cà phê cũng hay ký thử ấy, thì em đã tính ra đây rồi. Chỗ này thì bao này sẽ là 50 ký này, mà đây nó được 1/4 của cái bao này thì mình chia ra nó sẽ được là nãy giờ em hái trong vòng 20 phút, từ cái lúc em tắt máy quay em hái thì 20 phút là được từng này là được 12 ký rưỡi. Nếu mà tính là thì 3 kia mình tính cho 4 ký đi, cho hẳn 4 ký được 1 ký nhân đi. Vậy chỗ này 12 ký thì chỗ này sẽ được khoảng 3 ký nhân. Mà tính cho cái giá hiện tại cà phê 110.000 đi, mà em tính cho là 100 tròn đi. Vị chi là 12,5 ký tươi, em sẽ lấy là 3 ký nhân, mà em sẽ tính giá là 100.000 thôi. Vậy là vị chi chỗ này em sẽ được 3 ký nhân. Tính ra thì em làm 20 phút từ nãy đến giờ, cả làm cả quay cả vừa đặt máy quay, nói chung là quay luôn cho các bác xem đó, là 20 phút để tính ra chỗ này em được 300.000.
Tiện ở đây cũng làm một clip tính cho các bác xem. Đối với 12 ký tươi như thế này, so với mình bán tươi hay là mình bán nhân sẽ được lời hơn nha các bác. Bây giờ chỗ này 12 ký rưỡi, 12 ký rưỡi bán tươi nha các bác. Em sẽ lấy ví dụ về bán tươi trước. Nếu mà bán tươi 12 ký rưỡi, ký 20 nghìn. Chỗ em thì em cho là ký 20 nghìn đi. Còn chỗ các bác có thể cao hơn hoặc là 25 nghìn hoặc là có thể hơn. Nó tùy theo loại cà nữa. Loại chín nhiều thì giá nó cao, còn loại xanh thì giá nó ít. Còn cái chỗ này của em đây, 12 kg rưỡi, chỗ này nó chín cũng khoảng 60% rồi, 50-60 rồi. Vậy em vị chi sẽ là ký 20 nghìn nha các bác. 20 nghìn, 12 kg nhân cho 20 là sẽ được 250 nghìn nha các bác, nếu chỗ này bán tươi. Còn mình quy ra nhân, để mà mình lúc mình quy ra nhân thì sao, nó có lời hơn không? Thì chỗ này 12 kg rưỡi, tính ra nhân là được 3 kg nhá. Nếu các bác phơi ra xay ra thì vị chi nó sẽ là 3 kg nhân. Mà 3 kg nhân tính cho cái giá bây giờ đi, 110 nghìn. Hồi nãy em có nói là tính 100 nhưng mà bây giờ em nói là tính đúng theo giá đi, 110 nghìn. Thì vị chi 3 kg nó sẽ là 330. Nếu các bác bán tươi sẽ được 250 nghìn, còn các bác bán nhân sẽ được 330. Các bác hái xuống luôn, các bác bán luôn sẽ được 250, còn các bác phơi thành nhân sẽ được 330. Bán nhân sẽ được lời hơn mình bán tươi là 80 nghìn. Mà nếu tính đúng ra thì 80 nghìn đấy, nếu mà mình bán nhân thì công mình phơi này, công mình phơi này, công mình xay này, rồi tiền xăng dầu máy móc này để mình trả ra nhân này, vậy là vị chi khấu hao vô 80 nghìn đấy là cũng tính công mình phơi á, phơi không phải là 1-2 ngày là được trả luôn đâu. Nếu mà nắng đẹp, ngày nào cũng nắng thì sẽ là 15 nắng là sẽ được xay, còn nắng dở dở ưng ương thì sẽ trên 20 ngày thì mới được xay. Tính ra trong cái 20 ngày đấy mình bỏ công ra mình phơi này, mình gấp, mình đảo nữa này. Rồi mình trừ tiền xăng dầu, hao mòn dầu nhớt, máy móc các thứ đi nữa. Vậy là lời có 80 nghìn. Thì các bác thấy là có bó hay không? Ở đây em chỉ tính ra theo một cái tương đối của nhà em mọi năm làm thôi. Em đã tính ra tương đối là như vậy. Đó, lời 80 nghìn thì theo các bác là mình nên bán tươi hay là bán nhân? So với bán tươi thì bằng này mình sẽ được 250. Nói chung là so với bán nhân thì mình được lời 80 nghìn. Thì các bác thử ngẫm xem nếu mà bán theo cách nào thì sẽ tốt hơn. Còn đây là em tính ra theo một cái tương đối của nhà em mọi năm làm. Nếu mà lý thuyết đúng thì nó cũng khoảng được 80% nha các bác. Thì em đã tính ra đây cho các bác rồi, các bác có thể tự xem xét nhé. Nếu mà bác nào rành về cà phê thì cái này thì em không cần phải tính đâu. Nhưng mà có những bác mới trồng cà phê hay là mới bước chân vào làm cà phê ấy, thì em có thể tính ra đây cho các bác tham khảo đi trước, để các bác có thể đưa ra những cái quyết định cũng như cái kinh nghiệm cho mình. Thì cái clip hôm nay em cũng làm đến đây thôi. Hẹn các bác vào những clip tiếp theo nhé.